Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài phát biểu tại Singapore Lecture 38 do Viện ISO ISAC nghiên cứu Đông Nam Á tổ chức. Chủ tịch nước Trần Đại Quang là nhà lãnh đạo đầu tiên của Việt Nam tham dự và phát biểu tại Singapore Lecture. Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang mang chủ đề Đoàn kết, chung sức hành động, cùng phát triển bền vững. Đây là bài phát biểu thứ 38 của lãnh đạo cấp cao các nước tại Viện Nghiên cứu IC. Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thu hút sự quan tâm của khoảng 550 đại biểu, trong đó có nhiều lãnh đạo quan chức chính phủ Singapore. Mở đầu bài phát biểu đánh giá về tình hình khu vực, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, tiếp tục là một trung tâm phát triển năng động, có vị trí địa lý, chiến lược, kinh tế, chính trị ngày càng quan trọng trên thế giới. Chủ tịch nước cho rằng con đường duy nhất để biến ước vọng trở thành hiện thực là tất cả các quốc gia phải đoàn kết, chung tay hành động, tăng cường hợp tác trên cơ sở luật pháp quốc tế, bình đẳng, cùng có lợi. Đó chính là mục tiêu của ASEAN. Nhiều năm qua, với tầm nhìn vượt qua những lợi ích riêng của mình, ASEAN đã và đang thể hiện tiếng nói ngày càng mạnh mẽ, có trách nhiệm đối với những mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế và khu vực, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác về phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh. Đến nay, ASEAN đã rất thành công trong việc thu hút sự can dự chiến lược của các nước lớn vì lợi ích chung là hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và trên thế giới. Một cấu trúc khu vực đa cực, đa tầng đất với vai trò trung tâm của ASEAN là phù hợp và đáp ứng lợi ích của tất cả các bên. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, để phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác, vững vàng trước những khó khăn, thách thức, ASEAN cần đẩy mạnh thực hiện 4 nội dung then chốt, đó là tăng cường gắn kết về chính trị, tập trung thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và các chuẩn mực ứng xử chung, đẩy mạnh liên kết về kinh tế, văn hóa xã hội, đề cao trách nhiệm ý thức cùng chung vận mệnh, trong đó coi trọng thực hiện các nguyên tắc nền tảng của ASEAN, cùng hướng tới người dân, hình thành các cơ chế để người dân các nước ASEAN tham gia vào quá trình hoạch định, giám sát và thực thi chính sách, lấy phục vụ người dân là mục tiêu tối thượng trong việc xây dựng và phát triển cộng đồng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam chủ trương tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, huy động mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân, đẩy mạnh đồng bộ toàn diện công cuộc đổi mới để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Trong quan hệ đối ngoại, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Theo đó, Việt Nam chú trọng phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng, thúc đẩy quan hệ hợp tác với đối tác lớn, đối tác quan trọng, nâng cao hiệu quả hội nhập, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế. Trong vấn đề Biển Đông, chủ trương nhất quán của Việt Nam là kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình thông qua tiến trình chính trị, ngoại giao, pháp lý trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, yêu cầu các bên liên quan nghiêm chỉnh thực hiện DOC và đàm phán thực chất COC. Đề cập tới thực tế, thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghệ mới, kỷ nguyên của kết nối Internet vạn vật, vật liệu mới, tự động hóa và trong tương lai gần là trí tuệ nhân tạo. Chủ tịch nước cho rằng đây có thể là thách thức, đòi hỏi nỗ lực rất lớn, đặc biệt đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Chủ tịch nước cũng lưu ý, những thách thức đòi hỏi này không phải là cuộc chơi được mất, mà là cơ hội chia sẻ, hợp tác, phát triển. Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trả lời câu hỏi của các nhà nghiên cứu, học giả tham dự về biện pháp tăng cường vai trò và tiếng nói của ASEAN trong các vấn đề khu vực và quốc tế,
những định hướng nhằm phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam-Singapore về các lĩnh vực chính trị kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân.